đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh con. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 10, thi thể sản phụ Hoàng Thị Phượng ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, người không may gặp nạn lật ghe và bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh nở đã được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m. Trước đó, vào sáng ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Văn Bình, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho biết đang huy động lực lượng tìm kiếm sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một sản phụ ở thôn Phường Hớp, xã Phong An, huyện Phong Điền có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền đi sinh. Thuyền đi được một đoạn thì sản phụ bị rơi xuống nước và bị nước lũ cuốn trôi. Phát hiện vụ việc, một số người dân gần đó chạy đến ứng cứu nhưng do lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên đành bất lực. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc tìm kiếm, tuy nhiên nước lên cao chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 11 giờ trưa ngày 12 tháng 10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường 4 xuồng cứu hộ, 6 thợ lặn cùng các phương tiện tìm kiếm sản phụ. Hiện tại khu vực tìm kiếm trời mưa rất to, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Người dân theo dõi rất đông, ai cũng xót thương. Trên đường, người thân sản phụ đau đớn khóc buồn. Khu vực gặp nạn là một cánh đồng, nước chảy xiết. Được biết, sản phụ đang bị mất tích tên Hoàng Thị Phượng, 35 tuổi, đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền. Theo người dân, sáng nay anh Nguyễn Văn Minh đưa vợ đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu. Anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe. Khi còn cách bờ khoảng 20m thì không may ghe bị lật, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng không kịp. Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nước lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Riêng sông Bồ khoảng trưa nay lũ sẽ đạt đỉnh. Ở Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã khiến 3 người chết và 7 người khác bị thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.